sao đó con? Ừ. À, ba chưa biết đặt tên con là gì hết trơn á trời á. Để lớn chút xíu nữa ba đặt tên nha. Ừ. Ừ. Cô gái xấu xí và chàng trai nghịch ngợm. Trời coi coi bà lắc cười kìa. Xuống chơi không? Bà cho xuống chơi nha. Xuống chơi không con? Xuống chơi nha. Ok nè. Đó, xuống chơi. Chơi không con? Xuống xuống, xuống chơi với em đi. Đó. Sướng không? Bà massage sướng không? Sướng hết rồi, sướng rồi còn cái gì? Massage nè, đó, tụi nó thích nhất là hả? Massage chỗ này nè. Đó, xong rồi là gãi từ trên gãi xuống. À, massage. Đó, gãi từ trên gãi xuống. Rồi, massage ngay phần này. Thích lắm. Con nào cũng thích massage chỗ này hết trơn. Đó, lắc lắc đùi sướng sướng. Sướng quá trời sướng rồi còn cái gì? Rồi, massage cổ, gãi cổ. À, massage tay. Nhẹ 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 thôi, bóp 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 bóp, thích lắm. Bên này nữa. À, đó này, coi cái đuôi của nó nè. Vậy liên hồi luôn sướng. Rồi, massage cho. Biết bò rồi, sắp biết đi rồi, đứng được rồi. Gãi cổ, bà gãi cổ nha. Massage sướng không con? Nó cùng mẹ đó. Đây là con em. Con em này là con gái. Đây là thằng con trai. Nhưng mà lúc mà sinh ra là thằng này á, nó ra trước nhưng mà nó nhỏ hơn con em. Nhưng mà hả, nó bú sữa, mẹ nó chăm kỹ quá, bú sữa nên giờ nó bự hơn con em. Chứ hồi xưa là con, ví dụ con em như đây nha, thì nó có như đây à. Đó. Sữa sữa. Chà 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 chà. Thôi đi lên giường chơi nha con. Gái. Con gái. Đó, lên giường chơi. Con nữa. Con lên giường chơi luôn nha. Ok, lên giường chơi. Rồi đó, hai chị em chơi đi. Chơi đi, chơi chán đi, tí nữa ngủ ba cho về mẹ nha. Coi. Ôi, cắn cắn tôi nữa kìa. Trời ơi, hôm nay cắn tôi nữa kìa. Liếm kìa. Trời ơi, thương tôi lắm hay sao liếm nha hả? Hồi nãy cắn tôi giờ liếm à. Ê, cắn nhột. Có răng đâu cắn con. Dạ, chương 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 cắn cắn cắn. Cái mini là vui rồi. Sinh ra từ từ nó nhỏ con là ok rồi. Ăn gái ha. Gái xấu xí của ba. Ừ, gái xấu xí. Gái xấu xí không có mũi luôn, thấy không? Tẹt lét luôn. Con gái mũi tẹt. Thôi ba cho tụi con nghỉ ngơi đó, tụi con chơi đi. Đó. Hai anh em chơi với nhau đi. Khám phá đi con. Khám phá thế giới xung quanh đi. Ba chỉ ngồi đi, ba nhìn thôi. Hồi coi rồi ba đứng mà đi luôn kìa. Đúng rồi con. Tập đi chơi đi con. Đúng rồi.
mới đây biết bò, giờ ngồi được rồi, chân sau cũng bắt đầu là đứng lên rồi và đi. Đó, hai anh em đó đó, lớn hơn chút xíu nữa là quậy lắm luôn. Coi kìa, đặt tên gì bây giờ ta, chưa biết đặt tên gì luôn á. Nhà mình có nè, đô chè nè, the one nè, jasmine nè, bánh bò nè. Bánh bò là mẹ của tụi nó đó, mẹ của tụi nó là bò vàng, đẻ ra còn màu đen, với lại một con bò gọi là sao ta, lông nó dưới cái nền của nó là màu đen, nhưng mà khi mà nó mọc lông ra thì nó hơi hơi vàng vàng, gọi là màu lúa đi ha. Đó. Rồi có bé Vivian nữa Ờ, Cubin. Cubin chắc đây đặt thằng này là không, lộn, Cubon chứ, Cubon. Mình có con Cubon, thằng này mình sẽ đặt cho nó là Cubin, còn con nhỏ này tên là Nana đi. Đó, không không, Nana có rồi. Mình có bé Nana mini rồi. Con này sẽ đặt tên là Cubon, Cubin. Cu bẩm đi. Không được, con gái ai tên Cu bẩm. Bé xí muội đi. Ok, đặt tên là xí muội. Ôi trời ơi, vậy hả con? Không chịu ngủ hả? Chơi khám phá con. Nằm yên, ngồi yên buồn vậy. Trời 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 ơi. Sao đó? Sao đó tình yêu của tôi? Sao đó các tình yêu của tôi? Trời ơi, ngáp kìa. Đó, ông chuẩn bị ông ngủ rồi đó. Ông ngáp rồi đó. Đuôi nè. Tí tẹo. Lòng bàn tay. Chơi đi con. Chơi đi, chơi đi, đừng ngủ con. Tí nó ngủ xong ha. Tình yêu của tôi. Trời ơi, con bà xuống không, đợi xuống mà chơi. Đó, anh em trội quậy chưa? Đó, bắt đầu là đang đi tìm xuống. Đang đi tìm đường xuống đất. Gì đó? Quậy gì đó? Tôi còn phải quậy gì mà đi khám phá kìa. Ô chơi không hay là ngủ? Hai con chơi không hay là ngủ? Ngủ thì ba ba cho về mẹ, còn chơi thì chơi, hay là ba ba bắt mẹ qua chơi với lại tụi con luôn nha. Ngủ quay, ngủ quay à, được, vẫn ngủ quay, mê ngủ lắm, được, mê ngủ lắm. Tụi con không em kìa. Ôi hai hai anh em người tình thương mến thương chưa? Trời ơi. Đúng không? Qua dòm dòm như cái lỗ bên dưới vậy ta. Hey. Hey. Coi ổng đi, ổng buồn ngủ rồi, ổng muốn đi ngủ rồi, là kia vẫn còn quậy này, khuôn mặt này, khuôn mặt buồn ngủ rồi này đó, mọi người thấy không, khuôn mặt buồn ngủ đó, khuôn mặt buồn ngủ. Ok, đợi góc nha. Ừ. Trời mà cắn. Vậy rồi, vậy rồi. Anh em không, bà quậy đó, bà cắn đó.
Ừ, hư đồ của tôi. Tao ba cho chơi thôi chứ không cho cắn nha. Rồi ngáp ngủ rồi. Thôi, bye bye cô chú đi con. Bye bye cô chú đi con. Bye bye cô chú, con đi ngủ nha. Ngủ rồi. Bé yêu ngủ ngoan. Ok, bye bye cô chú, đi ngủ. Thôi coi mặt ổng buồn ngủ quá kìa. Trời ơi. Ôi trời ơi, che che mặt đi ngủ nữa.